Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, mình tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 19 tháng 10 năm 2024 ạ. Thì hôm nay thì bên cơ sở lan rừng em đang có về rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu của chú anh chị và bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Vậy cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Ngày mai là ngày 20 tháng 10 thì em cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các chị, các em và các mẹ có một ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế, ngày phụ nữ Việt Nam thực sự là ấm áp, vui vẻ bên người thân và gia đình ạ. Và em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên em sẽ có rất là nhiều những cái dòng hàng lan mà nhiều những dòng hàng lan thuần, giá cực kỳ là rẻ, chỉ có vài chục nghìn thôi, giá bằng bát phở thôi. Cô chú anh chị mình có những giỏ lan rất là đẹp rồi để mà thưởng thức cho sân vườn của nhà mình, cô chú anh chị nhé, sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Em xin được điểm qua chi tiết ạ. Đầu tiên thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Hàng em cắt tỉa rất là kỹ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cây bây giờ đã đứng hết ngọn rồi cô chú anh chị này. Bắt đầu là thấy những cái mắt nụ của nó rồi đấy ạ. Những mắt nụ bắt đầu là sưng rất là lớn này. Một cái thời gian rất là ngắn nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là nhú chi chít là nụ từ những cái mắt sưng rất là lớn này này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị muốn được thưởng những bông hoa trọn vẹn ở mùa xuân, ở những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết luôn cô chú anh chị ạ. Thì 1 kg đùi gà đẹp như thế này cô chú anh chị có thể về thưởng thức hoa một cách rất là trọn vẹn. Giá em đang bán chỉ có 160.000 trong 1 kg cô chú anh chị ạ. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Mà mùa ghép quá là đẹp trong năm, mùa ghép rất là đẹp trong năm cho những cây lan đùi gà này. Em bán ngay từ 0,3 kg rồi. Và tiếp sang về đây sẽ là cái dòng lan dáng hương cẩm báo. Đây là những cây lan cẩm báo của vùng Cao Bằng. Và cái cây cẩm báo vùng Cao Bằng quê em thì thơm ngay từ thân lá của chú anh chị ạ. Bất cứ anh chị chơi lan nào em nghĩ là cũng có thể đều trồng thuần được những cây cẩm báo này. Dễ thuần, dễ chăm, dễ sống với những bông hoa rất là bền và cực kỳ là thơm. 1 kg cẩm báo với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi. Và ở đây thì em có những cái hình cây rất là to để cô chú anh chị mình có thể về mà có ngay những cái tác phẩm rất là đẹp luôn này. Hình này em gọi là cái hình số 2 nhé cô chú anh chị nhé. Ba cây to đùng luôn. Vào cô chú anh chị sưu tầm cái hình này về làm một chậu xanh luôn ạ. Hình này xin phép được bán với giá sẽ là 140.000 gọi là hình số 2 ạ. Và hình số 3 cũng vậy đây cô chú anh chị. Năm vừa rồi mùa hoa trước là cho những cần hoa to đùng luôn. Đó, hàng bản lá ngắn rất là đẹp, ba cây to đùng như vậy em bán với giá 140.000. Và sang bên đây là một cái cặp đôi, một cái cây mà cô chú anh chị, một cặp đôi mà cũng là cây rất là to, một mẹ một con với cả thêm một cái cây khá là lớn bên kia nữa. Cô chú anh chị về trồng thế mẹ con rất là đẹp. Cái hình này em bán với giá chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị mua cẩm báo đây này. 0,3 kg bao nhiêu tiền ạ? 140 thì 140.000 1 kg tức là chỉ hơn 40.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái giỏ cẩm báo đẹp luôn rồi nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên đây sẽ là cái dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Cô chú anh chị thấy là đây nè, mỗi một cái thân như thế này có thể cho từ 2 cho đến 3 chùm hoa nhá cô chú anh chị nhá. Những cái thân mà vừa rồi nó đã nở hoa như vậy thì còn những cái mắt đốt còn lại thì năm nay nó vẫn có thể cho hoa bình thường. Và đây hiện tại đã bắt đầu là thấy những cái mắt nụ rồi này. Một trong những dòng hoa mà sẽ nở hoa vào cái thời điểm Tết đi ạ. Với dề này thôi là cũng có một cái giỏ lan rất là đẹp rồi ạ. Cái dòng lan kim điệp xuân này thì em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng lan kim điệp xuân ngắm mùa hoa rồi đến khi ra mầm, cô chú anh chị ngắm thêm một mùa mầm nữa. Những mắt nụ đã bắt đầu trồi lên như vậy hết rồi. Nhìn thấy những mắt nụ như vậy. Và sau này đây sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên ạ. Với những giả hành căng mướt luôn. Đó, bản lá dày cộp với những giả hành căng mướt rất là đẹp ạ. Quá là mê luôn cô chú anh chị này. Dòng sơn thủy tiên em xin phép được bán là 190.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. Và sau này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp. Cô chú anh chị thấy là cái thân cực kỳ là nù cái lô hoàng lạp này này. Nên là hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị những cái chùm hoa vô cùng là xuất sắc khi mà nó nở hoa.
Thì hoàng lạp em đang bán với giá chỉ 130.000 cho 1 kg thôi. Và cô chú anh chị mình có thể mua theo rể ở đây cho em với những cái rể rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái hình này em gọi là hình số 6 này. Với rể hoàng lạp phải nói là trồng là tạo tác phẩm luôn, rất là đẹp như vậy. Cái rể hoàng lạp này xin phép được bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị ạ. Vì làm một cái chậu cực kỳ là đẹp luôn cho em ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 5, đây cũng nguyên một rể nhá cô chú anh chị nhá. Rể này em xin phép được bán với giá sẽ là bao nhiêu ạ? Rể này em xin phép được bán với giá sẽ là 70.000. Và sang hình tiếp theo cũng là một cái dề siêu đẹp luôn. Cái dề này em bán với giá sẽ là 120.000 đây của chính chị này. Dề số 4 rất là đẹp luôn. Và tiếp sang về đây sẽ là dòng lan hái mốc hồng nhé. Em có một cái lô duy nhất này thôi. Đó, cây rất là to cô chú anh chị ạ. Cây to và sạch sẽ, khỏe khoắn như này. Cây đất đang bắt đầu là ngậm nụ rồi. Trong những dòng hoa hài mà bông hoa rất là đẹp. Thân thì nhỏ bé nhưng mà khi mà sổ hoa phải nói ngắm mê. Một cái lô như vậy thì vài chục cây ạ, với giá em đang bán chỉ có 35.000 cho một lô thôi cô chú anh chị nhá. Cây này thì nhà em trồng cũng rất là tốt cô chú anh chị ạ. Cây phát triển cực kỳ là khỏe luôn chứ không biết là cô chú anh chị trồng như nào. Cái hàng này thì đến Tết đến thì bên hàng Trung Quốc tuần sang Việt Nam mình rất là nhiều luôn ấy. Còn bên này cũng là dòng lan hài. Gọi là dòng lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng ạ. Với những cái bông hoa vàng rộm và cực kỳ là sai bông cô chú anh chị ạ. Thì em đang bán cả lô lan hài Helen này với giá sẽ là 60.000 cho toàn bộ cái lô này. Cái lô này thì nếu như người ta trồng thuần thì giá không bao giờ dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Là một cái giò rất là to luôn, có thể được hai giò luôn ạ. Sau này đây sẽ là cái dòng dáng hương đuôi chồn này. Cây đều tăm tắp cực kỳ là xinh luôn nhé. Đuôi chồn, đuôi cáo, đuôi sắc là trong những dòng lan dáng hương gọi là đẹp và đáng sưu tầm với các anh chị chơi lan yêu thích cái dòng lan rừng đấy ạ. Rất là bền hoa cây chồn. Em đang bán chồn này với giá chỉ 160, em cũng sẽ bán cho 1 kg, em sẽ bán ngay từ 0,1 kg. Còn sau này đây là dáng hương tam bảo sắc. Em nghĩ rằng là bất cứ anh chị chơi lan nào chắc là không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ? Với bản thân em, một mùa hoa mà không được thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc thì thực sự cảm thấy vô cùng là nuối tiếc luôn cô chú anh chị ạ. Thì 1 kg của dòng tam bảo sắc này hôm nay xin phép em được bán xả rẻ cô chú anh chị nhé. 130.000 cho 1 kg mà toàn những cây lá xếp và cây to nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, đương nhiên là cái hàng rừng thì không tránh khỏi khi mà đến vận chuyển đến tay bất cứ cái cây lan nào. Vận chuyển đến tay cô chú anh chị không tránh khỏi việc làm vàng một cái vài cái lá đâu ạ. Còn sau này ở đây sẽ là những cái dáng hương bạch nhạn. Cho ai yêu thích cái dòng hoa mà có mùi hương thơm, nhẹ nhàng và cái dòng hoa trắng tinh khiết. Ở đây cô chú anh chị này. Những cái cây dáng hương bạch nhạn để cô chú anh chị mình có thể ghép cho sân vườn với giá em đang bán là 160.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Và bên này đây sẽ là một cái lô vẩy rồng cực kỳ là đẹp luôn. Mối rể phải vẩy rồng quá mê này. Xanh lá đẹp tuyệt vời như thế này. Và thêm vài cái rể nhỏ đây nữa nhá chú anh chị nhá. Cả cái lô vẩy rồng này xin phép em được bán với giá sẽ là 100.000 cho cái rể vẩy rồng quá đẹp. Cái lô vẩy rồng quá đẹp này cô chú anh chị này. Vẩy rồng này thì sau Tết là cũng bắt đầu cho hoa đấy ạ. Đây ạ, là những cây lan dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị. Những lô dáng hương đuôi sóc, cây to nhá, cô chú anh chị nhá. Lô này gọi là cái lô số 2. Với lô đuôi sóc đẹp như này xin phép được bán với giá cả lô này ạ. Về cô chú anh chị làm một chậu đẹp đúng không ạ? 40.000 cho lô này. Lô tiếp theo là lô số 1. Cả một mớ rất là nhiều như vậy, cái lô này em bán luôn với giá là 40.000 cô chú anh chị. Còn bên này đây sẽ là đây là những củ lan thiên nga nhá. Khi mà sổ hoa thì với những cái bông hoa rất là xinh đẹp như thế này này cô chú anh chị nhỉ. Cánh hoa trắng nuột với cái họng vàng rất là xinh luôn. Cái chậu như thế này thì vài ba khoảng tầm 2 củ, 3 củ. Đó, rất là đẹp luôn, những cái cây thiên nga cực kỳ là thơm nhá, chú anh chị nhá. Đây ạ. Thì ở đây em đang còn có vài cái củ thiên nga này nó hơi nhỏ. Thì cả một cái lô thiên nga này bao nhiêu củ đây này? Đây. Củ này. Một củ này. 2 củ, 3 củ, 4 củ, 5 củ. 5 củ này nhá, cô chú anh chị nhá. 5 củ thiên nga này em xin phép được bán cả 5 củ này. Em bán với giá là 50.000 nhá, cô chú anh chị nhá. 5 củ thiên nga này sẽ là 50.000. Cho cô chú anh chị lấy thử để trồng ghép là để thử nghiệm trồng ghép cái cây thiên nga này để ngắm hoa đấy ạ. Còn sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái chậu lan thanh đạm Indo. Một cái dòng lan phải nói là vô cùng là thơm và cực kỳ là sai hoa cô chú anh chị nhá. À, cô chú anh chị nhìn cho em này, ở đây em đang có một cái chậu lan thanh đạm Indo này, mới giả hành như thế này thì có thể cho hiện tại đang có hai rất là nhiều những cái vòi bông. Hai này.
3 4 5 6 vòi bông gì đấy cô chú anh chị ạ. Một giả hành có thể cho mình hai cái chùm hoa cô chú anh chị nhá. Đó, cực kỳ là thơm ạ. Dễ thuần, dễ chăm và dễ cho hoa nhá. Thì ở đây này, em đang có những cái chậu rất là đẹp như thế này đấy ạ. Vừa mầm vừa nụ. Đó, có những cây thì có thể là chưa có nhú nụ cao thì sẽ nụ sau một chút cô chú anh chị này. Đây. Đó. Vừa nụ vừa mầm. Có những cây thì chưa có mầm nhá. Đây là cái hàng mà cây rất là khỏe luôn như thế này đấy ạ. Với cây lan rất là dễ sống, dễ chăm mà sinh trưởng phát triển cực kỳ là mạnh cô chú anh chị có thể thấy là vừa mới lên mầm con và cũng chuẩn bị cho một cái mùa nụ mới này. Rất là đẹp như vậy. Cái hàng này hàng trồng thuần sẵn của Việt Nam rồi chứ không phải là cái hàng nhập ở Thái về đâu ạ. Cô chú anh chị về chỉ việc treo lên hoặc là tưới để trên sạp. Tưới nước chờ ngắm hoa thôi, ngoài cảnh sân tưới nước chờ ngắm hoa thôi. Thì một cái chậu lan thanh đạm Indo như vậy em đang bán chiều giá 130 nhé, chú ý chị nhé. 130.000 cho một chậu thôi, tuy nhiên 130.000 cho một chậu cây rất là khỏe như thế này. Với những cây này thì cô chú anh chị cứ yên tâm rằng là có nụ hay là không có nụ thì cô chú anh chị là đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ được thưởng thức những mùa hoa rất là tuyệt vời từ nó. Còn bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ Socola Baby ạ. Em nghĩ rằng là bất cứ anh chị yêu thích cái dòng lan vũ nữ nào chắc là cũng không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình là những cây lan vũ nữ Socola đúng không ạ. Và một cái chậu lan vũ nữ Socola Baby, hoa siêu thơm. Đó, với những cần hoa phải nói thơm và cực kỳ là bền hoa, dễ sống, dễ chăm. Nên là giả hành căng và đẹp như thế này này, em đang để giá chỉ 80.000 cho một giò thôi thôi chú anh chị. Rất là đáng để mà thưởng thức luôn. Thơm vô cùng mà. Dòng vũ nữ này thì nó không phải chỉ cho một mùa hoa, sẽ rất là nhiều mùa hoa trong năm nhé chú anh chị nhé. Còn sang bên đây sẽ là những cái giò lan đen rũ Úc ạ. Những cái chậu lan đen rũ Úc với cái bông hoa sắc tím ngọt ngào luôn cô chú anh chị. Tím hồng rất là xinh ở đây cô chú anh chị này. Mà nó cũng là một cây lan mà nó sẽ cho mình hoa quanh năm ấy cô chú anh chị. Cho mình những bông hoa liên tục và sinh trưởng phát triển cực kỳ là mạnh luôn. Này, những bông hoa hồng, tím hồng rất là xinh như thế này. Đó, vừa nụ vừa hoa nhá. Và một cái giò lan như vậy em đang bán chỉ có giá là 70.000 thôi ạ. 70.000 thôi cho một cái giò lan đen rũ Úc này này. To, sum xuê luôn. Hàng trồng thuần sẵn bằng cái chậu nhựa, trong cái chậu nhựa giá thể vỏ thông rất là ổn định rồi. Cô chú anh chị mình yên tâm cho em ạ. Sang hè đây sẽ là những cái chậu lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là cô chú anh chị mua theo chậu ở đây cho em nhé. Cô chú anh chị nhìn thấy cái lá vàng ở đây thì cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu rồi ấy, thì em nghĩ rằng là sẽ không sao. Bởi vì đây là những cây lan hoàng thảo và cái mùa này chắc chắn là phải xuống lá. Và đây là một cái hiện tượng bình thường nhá. Tất cả những cây già rụng hết lá này cô chú anh chị này. Và mùa này là cây rụng lá chuẩn bị cho hoa đấy ạ. Mùa mầm mới sẽ cho một dạo nữa nhá cô chú anh chị nhá. Có rất là nhiều những cái mắt nụ sưng rõ như vậy rồi. Cô chú anh chị mua hàng cân cho em cũng được. Hoặc là lấy cho em hàng chậu như thế này cũng xinh nhá. 135.000 cho một cái chậu lan đen đô xuân như thế này, đảm bảo cô chú anh chị có một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân. Cái hàng này thì một dạo nữa là nó sẽ rụng hết lá nhé. Chỉ cần thân khỏe thôi, đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa đẹp. Không thì em phải nói rõ như vậy, bởi vì là không phải là anh chị nào cũng đã từng chơi lan lâu rồi và cũng từng biết, nên là em sẽ nói rõ như vậy này. Còn sang bên ở đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhá. Hiện tại thì mỗi một cây như vậy này đang có hai vòi nụ cực kỳ là xinh luôn. Mỗi một cây như vậy chắc chắn rằng là sẽ có ít nhất là hai vòi nụ trở lên cho cô chú anh chị mình nhá. Với những cái nụ ngắn ngắn như vậy thì sẽ phải hơn một tháng nữa cây mới đắt bắt đầu là cho nụ cho hoa. Cô chú anh chị mình chơi hoa xuyên Tết luôn cho em. Đó, chơi hoa xuyên Tết luôn cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Một cái chậu lan VIP xinh đẹp như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 50.000 cho một chậu thôi. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Bao giá rẻ nhất cả thị trường luôn cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Và sang bên đây cũng là một cái trong những dòng hoa mà chơi Tết, cây đai châu. Không có cây lan nào chuẩn hoa Tết hơn cây đai châu luôn nhé chú anh chị nhé. Những cây đai châu Thái với đủ màu sắc rực rỡ. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là nhú nụ ra những cái ngách lá này cô chú anh chị này. Đây này. Đó, đã bắt đầu là nhú nụ ra ngách lá rồi nhá. Và cái dòng châu Thái này thì sẽ sổ cho cô chú anh chị rất là nhiều những cái mặt bông vô cùng là tuyệt vời luôn. Cây to, đảm bảo mỗi cây như vậy sẽ phải cho cô chú anh chị ít nhất từ 1 cho đến 2 chùm hoa trở lên. Hôm nay ạ, những cái cây lan đai châu này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị chỉ có giá là 100.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhá.
100.000 cho một cây thôi. Mùa hoa, mùa nụ rồi. Và cây đai châu thì mỗi một ngày càng giá càng tăng thêm cô chú anh chị ạ, chứ không hề rẻ đi. Vào cái mùa ghép đai châu rất là đẹp, đẹp nhất trong năm rồi, nên là càng đến mùa nụ mùa hoa như vậy thì cái giá nó càng đắt. Tuy nhiên thì cái lô châu này xin phép được bán giá giao lưu cùng cô chú anh chị. Cây to đẹp với giá chỉ có 100.000 trong cây thôi. Và khi mà nó sổ hoa có thể sổ những cái mặt bông đó là đỏ đô này. Đó, rồi ạ, hoặc là trắng chấm đỏ, hoặc là đỏ chấm trắng, hoặc là có thể nở ra cái màu sắc hoa cam, màu cam như thế này. Những màu sắc vô cùng là tuyệt vời luôn. Một cây lan châu đẹp như thế này chỉ có giá 100.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên đây ạ, một cái dòng lan mà siêu bền hoa và cực kỳ là khỏe cây. Đó. Hoa rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị này, hiện tại thì có những nụ đã bắt đầu là bông hoa rất là to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây chính là cây hạc đỉnh đỏ ạ. Mỗi một chậu lan hạc đỉnh đỏ này của em sẽ có ít nhất là từ 2 ngồng hoa trở lên nhé. Đó, một chậu như vậy thôi để ở khoảng sân cũng đủ rực rỡ, đủ xinh đẹp luôn rồi ạ. Và một cái giò lan hạc đỉnh đỏ, một chậu mà có hai vòi nụ như thế này, xin phép được bán giao lưu của cô chú anh chị chỉ có giá là 130.000 thôi. Đó, cái thời điểm mà cô chú anh chị có thể lấy những cây lan hạc đỉnh đỏ, không phải lúc nào cũng có hàng nụ đẹp như thế này, về vừa thưởng thức hoa mà lại có một cái cây giống rất là tuyệt vời cho cái sân vườn của nhà mình cô chú anh chị ạ. À, những củ hạc đỉnh đỏ rất là khỏe và đang nụ tuyệt đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Chậu nào như chậu nào sẽ có cho cô chú anh chị ít nhất là 2 cần hoa. Đó. Hoa này thì cô chú anh chị nào đã từng ngắm rồi thì chắc chắn sẽ rất là mê luôn. Rất là mê luôn với cây hạc đỉnh đỏ này này. Còn đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông này. Phải nói là một cái cây lan mà cái vòi nụ quá là mê. Đó, cái bông hoa cực kỳ là to, cái cần hoa rất là to luôn. Cái bản lá cây này cũng to nhá. Đây chính là cái cây vương miện rồng xanh cô chú anh chị ạ. Vương miện rồng xanh trước đây ấy, khi mà người ta bán hàng cây giống một chậu bé tí vài ba nhánh thôi cũng cực kỳ là đắt đỏ. Cây này thì không chỉ hoa đẹp đâu, cái cần hoa rất là dài luôn này cô chú anh chị này. Dài khủng luôn. Đó, dài, cái tán lá thì thấp ngắn thôi nhưng cái cần hoa nó dài cao lắm. Mà cái bông hoa này, bông hoa này cô chú anh chị này, bông hoa nào bông hoa đấy, cánh hoa dày cộp và khuôn bông bầu tròn đẹp như thế này. Đó, cánh hoa màu xanh nhá, màu xanh rất là sáng kèm theo cái lưỡi đỏ rất là xuất sắc như thế này. Và không chỉ là cái lá biên mà cái ngay cái bông hoa của nó cũng biên này. Đó, một cái hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn. Hàng thuần sẵn trong chậu như vậy rồi cô chú anh chị về có thể để nguyên như này. À, hoặc là cô chú anh chị để sang một cái chậu mới to hơn thêm một chút giá thể cho em. Là cô chú anh chị có một cái chậu lan cây giống, một cái cây lan để cô chú anh chị ngắm hoa cho mùa sau. Rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Còn đây, một chậu như thế này chỉ có khoảng tầm 2 cái vòi bông thôi. Và còn rất là nhiều những cây sum suê ở đây. Thì một dạo nữa em nghĩ rằng là nó có thể cho cô chú anh chị mình những cần hoa rất là đẹp nữa cô chú anh chị ạ. Đây là những cái bông loa, bông hoa nó nở sớm này. Vương miện rồng xanh. Đó, một cái chậu lan vương miện rồng xanh đẹp. Từ thân lá đến hoa quá là xinh như thế này, xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho một cái chậu lan vương miện rồng xanh này thôi nhá. Cái bông hoa của nó phải nói là quá đỉnh luôn ạ. Bông hoa to. Nói chung là đây là một cái cây lan giống phải nói là đáng sưu tầm, rất là đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị ạ. Còn sang bên đây ạ, một cái cây địa lan cũng không kém phần xinh đẹp ạ. Trời ơi, với những cái cần hoa vươn cao. Đó, đẹp một cách kiêu hãnh luôn cô chú anh chị ạ. Cây lan này gọi là cây tiểu thư Hàn Quốc nhé, cô chú anh chị nhé. Tiểu thư Hàn Quốc hay còn gọi là địa lan cọp đỏ ạ. À. Nó cần hoa nở căng hết cỡ luôn như thế này này cô chú anh chị này. Vươn cao khỏi tán lá và cái cần hoa nở căng hết cỡ luôn, rất là đẹp luôn như thế này. Tiểu thư Hàn Quốc hay còn gọi là cọp đỏ ạ. Mang một cái mùi hương thơm siêu thư giãn, cực kỳ là thư giãn luôn ạ. Hiện tại thì cái dòng tiểu thư Hàn Quốc này này, có những cần hoa nó vươn cao và đang bắt đầu là nở hoa. Cũng còn có thêm những cái nụ nó ngắn ngắn đang bắt đầu là nhú lên như thế này nhá, cô chú anh chị nhá. Cây thì rất là khỏe luôn ạ. À. Như chậu này thì không có nụ cao mà chỉ toàn có nụ thấp thôi này. Toàn có nụ thấp thôi mà nụ rất là khỏe luôn này cô chú anh chị này. Thì một cái chậu lan tiểu thư Hàn Quốc đẹp như này em đang để giá là 130 cho một giò. 130.000 cho một cái chậu lan tiểu thư Hàn Quốc hay còn gọi là địa lan cọp đỏ nhá. Một cái dòng lan cánh hoa mỏng manh thôi nhưng mà rất là bền hoa. Đó, mang một cái sắc hoa đỏ thắm một cách đẹp, một cách kiêu hãnh như thế này.
À đây ạ, cho cô chú anh chị nào đang cần dò những cái chậu đen đô xuân với cái giá cực kỳ là rẻ. Những cái chậu đen đô xuân cực kỳ là VIP ở đây này cô chú anh chị này. Chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên. Đó, những cái mắt nụ đã lộ hết như này rồi, dòng đen đô xuân ạ. Hoa của cái dòng này thì sai bông vô cùng luôn, từ gốc đến ngọn nhé. Thân lá rất là mập và một chậu như thế này nó sẽ rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên. Thân nó phải to như cái ngón tay ngón chân cái của em nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái dòng lan đen đô xuân này. Đến những ngày Tết thì hàng này sẽ siêu đắt đỏ luôn. Và một chậu như vậy, to đẹp như thế này, em đang để giá chỉ 115.000 thôi. Và cây đen đô xuân có thể sổ ra những cái mặt bông rất là xinh đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Đây, đó, cô chú anh chị này. Đẹp à, chậu này chỉ có vài ba nhánh thôi, nó đã đẹp mê như thế này rồi. Một cái chậu của em ở đây thì chắc chắn là đây, như chậu này chỉ có 4 thân thôi nhé cô chú anh chị nhé. Đã rực rỡ như thế này rồi ạ. Thì một cái chậu lan này của em thì đến khi mà nó nở hoa chắc chắn là nó sẽ phải đẹp mê như vậy nhá. Bởi vì cái thân nó rất là to và đốt nào đốt nấy ngắn rụt rịt như vậy đấy ạ. Độ bền trên 2 tháng và hoa có hương thơm. Thân to và cái bản lá mít tròn rất là đẹp như thế này. Chú anh chị này. Còn ở đây sẽ là những cái chậu lan đùi gà. Mỗi một chậu đùi gà này hàng em có bán hàng cân bên kia kìa. 160.000 cho 1 kg thôi, hoặc là mua cho em những cái chậu với những cái thân căng mướt cực kỳ là đẹp sum suê ở đây với giá là 177. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn không muốn tự ghép thì cô chú anh chị có thể mua ngay cho em những cái giò gà thuần này cũng được nhá. Đây. Một giò lan đẹp, gà đẹp như thế này 170, còn hàng cân là 160 thì tùy cô chú anh chị mình thích. Còn bên này đây sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc. Đúng y như cái tên gọi của nó luôn nhá. Ngoài chậu sum suê phải rơi từ ít nhất là 8 thân hoa. Ít nhất là 8 thân hoa, thân nào thân đấy căng mướt rất là đẹp luôn đó. Bắt đầu là rộ những mắt nụ rồi, đây là cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Thân nào thân đấy thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn. Và một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc này em xin phép được bán với giá là 170.000. Một dòng lan với 3 màu sắc hoa trên một cái bông hoa rất là rực rỡ, không chỉ đẹp hoa đâu mà ngay cái thân cũng rất là đáng để mà ngắm như thế này rồi đấy cô chú anh chị này. Đó, đã bắt đầu là lộ những cái mắt nụ rồi ạ. Thân nào thân đấy căng mướt sáng bóng luôn như thế này. Mà chậu thì khoảng tầm ít nhất là 8 thân trở lên nhá. Rất là đẹp luôn như vậy nhá cô chú anh chị nhá. 170 cho một giò. Còn sang bên đây sẽ là dòng lan cửu bảo tiên lai nhá. Những cây này thì đủ trưởng thành để có thể cho hoa hết rồi ạ. Và em đảm bảo rằng là 10 người ngắm thì sẽ 10 người mê luôn. Cây cửu bảo tiên lai này này. Đó, cái dòng lan mà cô chú anh chị có thể thấy là mang cái bông hoa rất là to của dòng cửu bảo tiên và cái sắc hoa tím rất là đẹp của nó, tím hồng rất là đẹp của cái dòng lan cửu bảo tiên ạ. Đó. Mà cái thân lá của nó lại là cái dòng lá xếp rất là đẹp như vậy nhá. Thì một cái cây lan cửu bảo tiên lai to và đẹp như thế này này, chú anh chị này. To và đẹp như vậy đấy ạ. Xin phép được bán với giá chỉ 140.000 cho một chậu thôi. Dạ, còn sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm một cái lô lan hoàng nhạn lai với lại cây châu hồng gấm nhá. Chắc em nghĩ rằng là cái mặt bông này không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Nó nở hoa liên tục quanh năm luôn và mang cái sắc hoa vàng rực rỡ, sắc hoa vàng đậm đà của cây lan hoàng nhạn và cái lưỡi anh tím của cây châu hồng gấm ạ. Mang cái vẻ đẹp trọn vẹn của hai cái cây lan này. Thân lá cũng rất là đẹp. Mỗi cây lan này một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa thơm ngát và tuyệt vời luôn nhé. Mà hàng lá xếp rụt rịt như vậy đấy ạ, chỉ cần một chậu thôi cũng đủ đẹp. Thì một cái cây châu nhạn, cây nhạn lai hồng gấm này em đang bán với giá là 140.000 cho một giò. Em dám khẳng định rằng cái mùi hương thơm cũng như sắc đẹp của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Còn sang bên này đây ạ, là cây mặt trời Bangkok nhé. Mặt trời Bangkok lai với châu hồng gấm, nên là hiện tại đang còn có một cái bông hoa, một cái giò lan này đang nở hoa. Tuy là sắp tàn rồi nhưng cô chú anh chị vẫn có thể thấy được cái sắc hoa đỏ thắm và cái lưỡi anh tím của cái dòng châu hồng gấm này. Đó, em muốn để cô chú anh chị thấy rằng là cái cây hoa rất là đẹp. Và một cái giò lan cây lá xếp đẹp như này mà cây này cũng sẽ cho mình hoa liên tục quanh năm nhá, chú anh chị nhá. Có những cây hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ luôn đấy, cô chú anh chị có thể nhìn cho em này. Đó. Tất cả những cây này là đều có thể cho hoa rồi. Rất là nhiều cây đã cho những mùa hoa trước rồi, cô chú anh chị có thể nhìn cho em thấy cần hoa cũ đúng không ạ? Và một cái cây châu hồng gấm là cây mặt trời Bangkok lai châu hồng gấm như vậy em đang để giá chỉ 130.000 cho một cây thôi nhá. 130.000 cho một cây với những cần hoa vươn cao. Đó, rất là xinh luôn. Ở đây sẽ là những cái chậu lan kiều mỡ ạ.
cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm những cái chậu lan kiều mỡ mà vàng đẹp ưng ý, bởi vì cái hàng này là hàng gieo hạt của nhà vườn từ những cái cây giống của những cái cây mẹ, là những cái mặt bông rất là vượt trội, vàng rất là vượt trội luôn. Chậu thì cực kỳ là khỏe đẹp, và một chậu kiều mỡ như này em đang bán với giá là 140.000 cho một chậu nhá. À đây ạ, còn đây ạ là những cái chậu lan trầm tím rừng. Những cái chậu lan trầm tím của rừng nhá, của chị anh chị nhá. Đã được nhà vườn trồng thuần sẵn ở trong chậu như thế này, với những cái giả hành căng mập nú luôn, xinh như vậy ạ. Và một cái chậu lan trầm tím này thì em đang bán với giá chỉ có 35.000 cho một chậu thôi. Nói chung nếu như nói về cái dòng hoàng thảo, chắc là không có loại lan nào nó thơm hơn cái dòng trầm đâu nhá. Nó gần như là mang cả hương thơm, cũng như là chọn cả hương thơm, cũng như là cái vẻ đẹp của cây của rừng núi về nhà ấy ạ. Rất là thơm luôn cây trầm này này. Có 35.000 cho một chậu thôi, tức là nó chỉ giá chỉ như là bằng một, chưa bằng một bát phở luôn đúng không ạ? Chưa bằng một bát phở luôn. Ô, cây cửu bảo tiên lai này cô chú anh chị này, em thấy là đây cũng có cây có nụ này. Cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Cái nụ tím này. Đó, nó chuẩn như là cái mặt bông mà em đã giới thiệu đến cô chú anh chị nhá. Cây cửu bảo tiên lai mà nó cũng cho mình hoa quanh năm luôn nhá cô chú anh chị. Xin nhắc lại cái giá ở đây là 140.000 cho cây cửu bảo tiên lai. Có những cây nụ dài và em nghĩ rằng là cũng có những cây mà nó sẽ cho nụ trong cái thời gian rất là ngắn tới thôi. Bên này đây sẽ là những chậu lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhá. Hiện đây thì em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị đặc điểm rất là khác biệt của cái dòng lan trầm cổ này. Cái thân của nó càng về già thì nó sẽ càng chuyển sang màu xoắn tím nhá. Nên là khi mà cô chú anh chị mua trầm cổ thì cô chú anh chị hãy cứ kiểm tra cho em cây như vậy nhá. Từng cái cây một nó sẽ có đặc điểm riêng. Và đây là cái mặt bông trầm cổ này. Không phải tự dưng mà người ta gọi nó là trầm cổ đâu ạ. Với sắc hoa đỏ thắm. Bông hoa cực kỳ là to và cánh hoa sáp bóng. Sắc hoa đỏ thắm và sáp bóng rất là đẹp. Cực kỳ là thơm nữa. Cái chậu này chỉ có 4 thân thôi mà cô chú anh chị thấy là đẹp như vậy rồi đúng không ạ? Thì ở đây em đang có những chậu lan trầm cổ này. Một chậu như vậy phải rơi từ 7 thân trở lên, 6 thân trở lên. Đó, nếu mà nó rơi 7, 8 thân, 8 thân trở lên ý, nó có thể là ngắn hơn ý. Một chậu rất là sum suê và khủng như thế này nhá. Xin phép em được giao lưu cùng cô chú anh chị một cái tác phẩm đẹp, trầm cổ đẹp như thế này. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? 130.000 cho một cái chậu lan trầm cổ này thôi ạ. Chậu nào chậu đấy em đảm bảo cô chú anh chị phải rơi từ ít nhất là 6 thân trở lên nhá. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan 5 cánh trắng họng hồng ạ. Ngay cả những anh chị chơi lan khó tính nhất thì cây năng 5 cánh trắng họng hồng này vẫn là cái lựa chọn để anh chị thưởng thức ngắm hoa vào những ngày Tết đến xuân về ạ. Cô chú anh chị thấy này, một cái vẻ đẹp trắng thuần khiết luôn, cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng mang một cái vẻ đẹp trang nhã tuyệt vời như vậy. Tết đến xuân về mà có những giò lan như vậy thì quá là xuất sắc đúng không ạ? Quá là yêu đúng không ạ? Chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé. Thì ở đây những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng của em ạ. Đây chậu này cô chú anh chị em ngắm cho em nó bao nhiêu thân ạ? Thì một cái chậu như thế này của em chắc chắn là nó cũng phải tầm đấy hoặc là hơn đúng không ạ? Thì một cái giò đẹp như thế này, hiện tại cây đã bắt đầu là xuống lá rồi. Và chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ được ngắm một mùa hoa Tết rất là tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị nhé. Những mắt nụ đây cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Thân nào thân đấy mập mú luôn. Đó, hiện tại thì cô chú anh chị nhìn ạ, thì lá còn lá mất nhá. Thân thì rất là căng, lá còn lá mất. Hàng này thì nó sẽ xuống hết lá và bắt đầu là sẽ cho hoa. Đó, chậu thì cũng rơi tới nhất là 6 thân trở lên cho cô chú anh chị nhá. 6 7 thân trở lên ạ. Và một chậu như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi, 5 cánh trắng họng hồng. 130.000 thì cô chú anh chị có những cái giò tác phẩm rất là đẹp để mà ngắm hoa xuân ạ. Này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ nhá. Hàng bên em thì cứ mặt hoa nào, cây nào sẽ là chuẩn hoa đấy. Thân lá nó có sự khác biệt hoàn toàn luôn, chứ không phải là em nói để mà có cái loại gọi tên để nói đâu ạ. Nó không, hoa của nó không khác gì trầm rừng luôn. Mặt bông trầm rồng đỏ đây này cô chú anh chị này. Đấy ạ. Không khác gì trầm rừng luôn. Và một cái chậu lan trầm rồng đỏ này, chậu cũng đây, chậu này gọi là chậu số 14 nhá. Chậu này 5 6 7 thân gì đấy, 5 6 thân gì đấy, em xin phép bán 110.000. Chậu tiếp theo chậu số 13, chậu này ít thân hơn nhưng mà thân lại rất là thẳng và rất là đẹp và cực kỳ là nù luôn. Chậu này em bán 110.000. Chậu số 12 cũng 110.000 ạ. 110.000 luôn ạ. Chậu cực sum suê luôn nhá. Chậu này thì có tất cả là 5 thân ạ. Có một cái thân thứ 6 này nó bị gãy. Chậu số 11 này, chậu này em bán luôn 110.000 và chậu số 12 90.000, chậu số 13. Chậu số 13 này em bán với giá 80.000 thôi, chậu này hai thân rất là to. Ở đây sẽ là những chậu lan giả Hawaii ạ. Giả Hawaii. Chậu số 15 nhá.
Một cái chậu lan thành phẩm đẹp như thế này xin phép được bán với giá chỉ 100.000 thôi. Chậu lan giả Hawaii 100.000 ạ. Đó, cái hàng quá là rẻ luôn. Bao nhiêu cái công sức chăm sóc để đến khi mà có một cái giò lan thành phẩm đẹp như thế này để mà ngắm hoa. Từ cái chậu cho đến giá thể và bao nhiêu cái công thì với giá chỉ 100.000. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 16, em bán 90.000 này. Chậu số 17 cũng với giá là 100.000 luôn. Chậu số 18 em cũng bán là 100.000. Thân to nú luôn. Và chậu số 19 em cũng bán với giá 100.000 ạ, Hawaii ạ. Bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé. Hàng bọn em bảo hành chuẩn hoa nhé, của chính chị. Năm trước cái cây hạc vĩ thiên cung lữ bố của em có vài thân lèo phèo em trao vào rào. Mà cô chú anh chị thấy là hoa nở ra thì siêu đậm như vậy đúng không ạ? Bọn em bảo hành chuẩn hoa luôn. Một chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố hàng cũng đã bắt đầu xuống lá rồi. Cô chú anh chị thấy là khi mà cây nở hoa thì không còn một cái lá nào đúng không ạ? Cây hạc vĩ thiên cung lữ bố của em cũng đang bắt đầu là xuống lá rồi đây cô chú anh chị. Thân nào thân đấy mập nú luôn. Thì một cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lữ bố mà rơi ít nhất là từ 8 thân mập đẹp. Đảm bảo mỗi một thân sẽ là một suối hoa cho cô chú anh chị luôn. Với giá là 90.000 cho một cái giò lan hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Rơi từ ít nhất là 9 thân, 8 thân, 9 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Đây, chỉ có giá là 90.000 thôi ạ. Có phải là những cái giò lan bằng vài hai cái bát phở. Cô chú anh chị có những giò lan rất là đẹp như thế này. Trước đây mua một thân hơn 100.000. Còn bây giờ cả một cái chậu lan đẹp như thế này có giá 90.000. Đây ạ, cái dòng mà em xin cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái mặt bông của dòng Land Rover Úc này. Có những cái cây, cái cần hoa của nó này, hoa tím lịm luôn, tím hồng rất là đẹp như thế này luôn. Đó, hoa thì mà cho hoa quanh năm luôn, một cái chậu sinh trưởng phát triển rất là mạnh với những cái bông hoa sắc tím đẹp như thế này. Em đang để giá chỉ 70.000. Còn bên này đây sẽ là Hoàng Phi Hạc, cô chú anh chị ạ, em quên mất là không giới thiệu đến cô chú anh chị Hoàng Phi Hạc nhé. Cây lan mà hoa vô cùng là sắc nét luôn, thân nào thân đấy mập căng mướt luôn ạ. Căng mướt rất là đẹp như thế này luôn nhé. Em đang bán Hoàng Phi Hạc này với giá chỉ 130.000 cho 1 kg thôi. Đó, mặt hàng kg này, bán từ 0,3 kg. 100.000 thôi để cô chú anh chị có một cái giò la vài cái chậu lan đẹp rồi. Còn sau bên này là những cái đặc sản vùng biển này, Cao Bằng quê em. Bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là miến rong, sợi to nhé cô chú anh chị. Em dám chắc chắn rằng cô chú anh chị một lần là mê ạ. Một túi như vậy là 1 kg, em bán 100.000. Và bên này là miến rong sợi nhỏ. Miến rong sợi nhỏ với những sợi miến trong vắt, hoàn toàn từ củ rong giềng này, cũng với giá là 100.000 cho một túi, 80.000 cho một túi 1 kg. Miến rong phe đén 100.000 một túi nhé. Và ở đây sẽ là nấm hương rừng ạ. Em bán 140.000 cho một túi nửa kg. Em vẫn có chè dây nhé cô chú anh chị nhé. Và đây sẽ là cái lạp sườn, em bán với giá là 140.000 cho túi nửa kg. Sang bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư hành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho 1 kg ạ. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho 1 cặp nhé. Atomic 12.000 cho 1 gói. Số 2 hóc môn tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Và dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 55.000. Liền da sẹo đen đâu rồi? Siêu da dễ N3M 30.000 nhé. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 ạ. Kim kim môn đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chi chô đề ma phân bón vi sinh thẳng nấm 15.000 một túi. Và phân dê đã qua xử lý 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị. Đây em vẫn có những cây quân tử cô chú anh chị ạ. Cây quân tử thì em đang bán với giá là 40.000 cho 70.000 cho một cây. Còn ở đây là cây kiều này cô chú anh chị này. Em có hai lô kiều vàng, cây rất là to luôn. Đó, cái lô này lô số 1 này, cực kỳ là to và đẹp luôn cái giò này này. Lô này xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? Lô này em xin phép được bán với giá sẽ là 130.000 nhá. Và lô tiếp theo, lô số 2 này em bán với giá 130.000. Rất là nhiều những mặt hàng kg em bán từ 0,3. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên em ạ.